Hôm nay mình review cho mọi người xem về một cái xe đẩy mai của nhà mình này. Đây là một cái xe để đẩy những cái chậu mai ha. Xe này thì đẩy được từ chậu 4 tới chậu 8. Phải không anh Hiệp? Chậu 4 tấc á. Cái xe này thì hình như trên thị trường cũng có bán đấy. Nhưng mà cái này là của nhà mình tự làm. Nói chung là cũng có tham khảo có làm. Hả? Tới chậu 7 hả? Đẩy được từ chậu 4 tới chậu 7. Cái này thì đẩy chậu 4 đúng không? Chậu 5 hả? Cái này chậu 6 hả? Cái này có cái cài rồi đấy. Ủa cái này đâu cài được đâu. Đó, 6, 7, 5, 6, 7. Vậy chậu 4 thì có đẩy được không? Nó lọt hơn chút ha. Mình làm thì mình tròn này. Bánh nó bự. Cái thanh sắt nó cũng bự. Nói chung là nhìn kiểu như nó chắc chắn hơn rồi đó. Mọi hồi á mọi người, là mai mà mỗi lần mà di chuyển cây mai á, cứ hai người rinh. Trời ơi mệt cực kỳ luôn. Đặc biệt là tới cái thời điểm bán á, có lúc người ta vô mua lúc 8-9 giờ tối không à, rinh được cây mai thôi nám hở luôn. Nay nhà mình có xe rồi. Xe này thì tiết kiệm được nhân công này, tiết kiệm được chi phí này, mà lại khỏe người nữa. Đây, cặp vào là đẩy ha. Để tí là mình nhờ ông đó, ông đẩy cái review cho mọi người xem ha. Cái này nhà mình mua sắt về rồi đi bè rồi làm đó. Thấy chưa? Có sơn triệt đàng hoàng ha, đẹp đẽ rồi đó. Nào anh lại đẩy cho ông chậu mai xem cái nào anh. Đi, đi nè, bỏ cái đó đi đẩy cho chậu mai xem coi. Trời nắng quá cho nên làm gì mặt nhăn chứ. Đây, xe này đẩy dễ lắm, khỏe lắm. Ngày trước mà mình năm ngoái mình làm mai á, mình đẩy đó, trời ơi mệt cực kỳ luôn. Mỗi lần mà rinh di chuyển chậu mai rồi đó chứ là mệt. Năm nay là khỏe rồi nè mọi người. Đó, chậu này là chậu bao nhiêu ta? Chậu 5 ha. Đây, cặp vô là đẩy. Rất chỉ là tiện lợi. Cái xe này giống cái xe mà cắp gạch á. Xe này đẩy được từ chậu 4 đến chậu 7. Chậu 4 tới chậu 7 thôi. Mọi người thấy khỏe không? Đấy. Bây giờ ai mà vô mua mai là không sợ về rinh chậu rồi. Lúc trước mình sợ lắm. Tại vì bây giờ cái tàn nó còn nhỏ như thế này á, mình rinh còn khỏe cơ. Chứ khi mà làm thành phẩm mà bán hoa Tết á, rinh nó mệt lắm. Nó to tàn á, phải có hai cái que hai bên cơ, rinh nó cực kỳ mệt. Nhưng mà nay có xe rồi. Đấy, mỗi năm mà làm vườn mai này mà mình kêu, thường thường thì có một chú làm với mình, với anh chồng này này, rinh phủ những cái mai ra xếp lại á. Tính ra chứ tiền công cũng hết tiền triệu đó mọi người. Nhưng mà năm nay nhà mình không phải kêu người phụ ha. Tại vì nhà mình có cái xe đẩy này rồi. Mọi người mà có mua mai thì cứ liên hệ mình nha. Xe đẩy này khỏe lắm. Đây, những cây này là cây mai nè. Đang rời lại đây để chuẩn bị trải mũ. Sắp xếp lại một chút để rời ba cây mai ghép ra. Đó. Có chậu nào chậu 6 không? Ừ, có cây chậu 6 chậu bự. Đẩy cây chậu 6 coi. Này như đẩy chậu 5 không à? Đây. Nhà mình thì chỉ có chậu 5 với chậu 6 ha. Đây nè anh Hiệp. Đó. Có cần phải bật cái đó lên không? Nào, cái này là cây chậu 6 này. Chậu 6 thì mình dơ càng lên. Đó. Trần vô. Đấy mọi người thấy không? Quá trời là tiện lợi ha. Quá trời là tuyệt vời. Đấy. Cái này sân cho bằng phẳng á. Với lại mình làm cái bánh to thì nó cũng khỏe hơn. Trên thị trường hình như có bán nhưng mà cái bánh nó nhỏ hơn chút. Sắt nó cũng nhỏ hơn chút ha. Còn mình tự làm thì mình tự đô nó lên. Rồi, xong, ok. Cảm ơn nha. Đây, những cái mai này lên cực kỳ đẹp luôn mọi người ha. Đang lên đọt này. Thời tiết này nắng quá. Cộng với cái nguồn nước của mình không ngon cho nên mai của mình nó cũng chậm. Hy vọng là sắp tới ha. Hôm nay là cũng là ngày 20. Ngày 26 rồi. Thì sắp tới
Còn có mấy ngày nữa là qua cái đợt nóng nóng dữ này và mưa nó sẽ xuống thì cây nó sẽ đẹp hơn. Đó, cái khúc đầu này thì có mấy cây nó lên đọt cực kỳ yếu luôn, xấu luôn. Nhưng mà ở trong này thì đẹp lắm. Để mình đi dòng qua đây mình quay cho mọi người xem nhé. Nắng quá nè, hồi sáng mới tưới mà bây giờ cây nó muốn khô luôn này. Đó, cây đang lên đọt này mọi người. Tầm 1 tuần, 2 tuần nữa thì những cái đọt này nó búng ra là vô cùng tuyệt vời ha. Cách đây một ngày thì mình cũng vừa mới tưới rừng rễ kết hợp với phân cho cây. Có hơi phân vô. Phân đợt này mình đi cực kỳ nhẹ luôn. 170 gốc. Và mình đi có 2 lạng phân. Phân 30-10-10 ha. Kết hợp với rừng rễ. Tại vì cây của mình thì bộ rễ nó cũng còn yếu là cái thứ nhất. Thứ hai là nguồn nước không ngon. Mình đi phân nhẹ cho cây lên từ từ. Và xem thử cái tốc độ lên như thế nào thì cái lượng phân của mình sẽ tăng lên cho những cái lần sau. Đây mọi người thấy chưa? À, hợp rồi. Đây cái chỉ cần nó lên đọt truyền truyền là ok à. Chăm mai thì nó cũng không có khó mà tốn kém lắm đâu. Quan trọng là mình đi đúng cách. Còn nếu như đi sai cách thì hơi tốn chút. À, đây mọi người thấy đọt này búng này, mừng này này. Chiều hôm qua thì cũng vừa mới xịt bột trị cho cây này. À, xịt bột trị, xịt sâu là thường nha mọi người. 5 ngày xịt một lần. À, thỉnh thoảng là phải có thêm xịt nấm cho cây nữa. Ở vườn mình bữa trước cũng có một số nhánh đó, nó cũng bị nấm đó. Ôi, quá trời là tuyệt vời luôn. Đó, nay lên đọt rồi này. Đẹp rồi ha. Rồi mọi người mà có mua mây tàn thì có thể liên hệ nha mọi người. Dạo này mình biết ship qua mạng rồi, mình có thể bán được ship qua mạng rồi đó. Nhưng mà tầm bây giờ thì nói chung là giữa cái thời điểm mà nắng nóng như thế này thì khoan đã mua ha. Với lại cây nó cũng còn nhỏ, tầm tháng 8 hay tháng 9, tháng 10 đó, mình hãy mua. Đó, lúc đó thì cây nó bự rồi, mọi người mua về thì chỉ có chờ tới Tết là chơi thôi. Gọi về chăm sóc nhiều. Giờ cây nhỏ nên quay lên nhiều khi mọi người thấy nó chưa có được đẹp. Tại vì nó mới chỉ có được một cây đọt thôi, đang ra cây thứ hai này. Tầm một tuần rồi mà mình quay trở lại thì những cái đọt này nó dài ra thì nó lại xung xuê lên liền. Đó, hầu như cây nào cũng lên đọt hết trơn này nè mọi người. Vậy là cái bộ rễ của mình đã được phục hồi lại rồi đó. À, còn nói về phục hồi rễ cho mai tàn này, chăm sóc mai tàn thì mọi người có thể vào kênh của mình ha, tham khảo lại một số cái video cũ. Tại vì mình cũng có quay thường xuyên. Chủ yếu ở đây thì quay cái cách làm của mình thôi. Làm như thế nào thì mình quay như vậy. Mỗi năm thì cũng cố gắng đút rút lại một vài kinh nghiệm để cho những cái năm tiếp theo làm cho nó được tốt hơn, đẹp hơn. Nắng cực kỳ là nắng luôn. Thời điểm hiện tại là 5 giờ chiều rồi đó. Mà còn nắng như thế này. Mà cái cây nó đứng ở ngoài trời nó chịu được cũng hay thiệt. Mình đứng ở đây thì mình cũng muốn khô luôn. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Bye mọi người ha. Giờ mình đi sắp xếp lại mấy cây mai nè. Phụ anh chồng làm việc chút xíu đây. Bye.